chỗ mua đất có nhiều loại đất khác nhau lắm, mình mua được nửa nửa cái do thì nó đang chờ để nó bỏ cái đất xuống cho mình. Ở đây nhiều nhiều loại đất lắm các bạn, mansion này kia nữa, đủ hết, đủ các loại hết. Wow, có mấy cái bông màu hồng hồng ra dễ thương quá nè. We're doing a little not like all the way like this. We want this a little like that, but that's not enough. Nói tiếng Việt đi. Mình muốn tưới cây cho nó nhỏ thôi. Cho thêm tí nữa đi con. Tưới hết cho vườn với mẹ đi. Cây táo nè, cây táo cho nó thêm tí nữa đi. À để mẹ phải bỏ phân nha. Hôm nay chắc là để em bỏ tí phân cho cái mấy cái cây này nó mọc bông ra cho nó quả nó có nha. Chờ mẹ chút xíu nha. Các bạn ơi, em mua ở cái này ở Portland Nursery á. Cái này để mình bón bông và những cái trái cà chua hay là quả ăn quả cũng được, đều được hết nha. Còn cái này em mua ở Home Depot thì cái này là phân hủy hột tan từ từ thôi, còn cái này là bằng bột nha. Nè các bạn coi nè, đó là bằng bột đó. Em cho tí vào trong mấy cái bông này của em cho nó tốt, bỏ xung quanh đây thôi, chút xíu thôi, bỏ đi rồi. Cái này cây cherry của em, ồ năm nay nó ra bông nè các bạn. Năm đầu tiên, hồi năm ngoái thì nó mọc lên mà. Rồi cái con rabbit nó ăn. Rabbit nó cắn hết lá luôn các bạn. Thì năm nay có cái bông này nó ra bông thì hopefully nó có quả nha. Cây này là cây cherry, Japanese cherry. Loại nhỏ thôi, cho nên cái cây nó chỉ mọc thấp thôi thì cũng ok. Rồi em sẽ cho mấy cái này mỗi thứ một tí trước. Cây peony này hôm nay năm này nó lên quá nhiều, quá tốt luôn các bạn. Và dàn tulip của em ok ha, không được nhiều lắm nhưng mà cũng đủ để enjoy. Chắc xíu nữa em cắt một chút xíu đem vô nhà. Cho mẹ cho đây nè. Cho mẹ. Cho cái táo. Cái táo của em. À, nó mọc bông dại nhiều quá. Có bông nào không ta? Ồ có nè các bạn ơi. Wow. Bông táo đẹp không? Bông táo này à. Hopefully nó ra cây cho mình năm quả cho mình năm nay ha. Wow, lổm chổm luôn. Cũng nhiều đó, khá nhiều. Wow. Rồi mình qua bên cái cây cherry này nữa nè. Giờ đây em đi bỏ phân cho cây. Wire ray tưới cây cho mẹ ha. À, cái vườn này của họ, của Ray đây. Cái khu này là của Ray nè. Nhưng mà tí nữa sẽ cho Ray tập trồng ở trong cái khu ở cái khung stand của Ray. Cái hoa này nó mọc thơm lắm các bạn. Em biết tí
tên là gì? Mà nó thơm lắm. Dạ đó, rây 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 tưới đi. Dạ. Tưới đi, cho cây chuối ba một chút xíu nước nữa kìa. Rồi tí nữa sẽ à bên này có ông mễ đang đổ đất nè. Cái này. Ông mễ này đang đổ đất cho mẹ nè. Mẹ. Dạ. Đây các bạn ơi. Đổ đất này để trồng bầu bí ở khu này. Bầu bí dưa leo. À, và em mới mua thêm nữa. Ừ. Em mới mua thêm khoảng chừng nửa xe đất nữa em đổ vào. Thì hopefully là có đủ đất cho năm nay rồi. À cái cây này cho nó tí đi nha. Cho nó tí phân. Cây này là cây blueberry đó các bạn. Mới trồng cho nên nó còn nhỏ con lắm. Để em đi lấy thêm phân. Hai ông mễ đó đang làm việc. Ông mễ đó đang làm việc, em đi lấy phân thêm. Em bỏ vào đây. Ôi, đổ hết cây cherry berry của mẹ. Đây, cho đây tí phân nữa nè. Cho nó ấy. Rồi, mẹ sẽ cho cây cây banana. Mẹ cho cây nho này của mẹ nè. Cây nho, gốc nho này bắt tinh cho nè. Bắt tinh cho. Hôm nay mẹ cũng thấy nó ra mầm rồi đó. Cái này. Ừ. Rồi mẹ bỏ vô cái cây banana tree này một chút xíu phân nữa. Đó, cây, cho cây nho của mẹ một chút xíu. Đấy. Wow, vườn em năm nay đầy cây. Cây hồng của em nữa nè. Đầy cây luôn các bạn ơi. Trời đất ơi. Đủ thứ loại các cây. Ok, em đi bỏ thêm phân nè. Em một có một cái nhánh rosemary này nữa nè. Cho nó tí luôn. Cho nó tốt. Đó, con cho nó tí đi con. Rosemary. Cái rosemary này nó ho đi dễ trồng lắm các bạn ơi. Còn cây này là cây eggplant của mẹ, nhẹ nhẹ thôi với nó ướt hết đó. Nó úng cái cây đó con. Rồi cái ép pen của mẹ nó đang nhỏ vậy. Còn cái này cây chao là cây hẹ đó các bạn. Này. Đó con cho đi. Con cho bỏ vô. Bỏ vô trên này cho mẹ tí. Rồi để coi cái rau răm này nó mọc như thế nào rồi. Nó cũng khá là ok. Strawberry. Rồi cái này là cây plum của mẹ nè. Mẹ thấy nó đang ra bông rất là ngon rồi đó nha. Mẹ cho thêm tí nữa. Con tưới cây thêm cho mẹ đi. Đây, bông của nó nè, nó mọc. Cái này. Cũng rất là đẹp wow. Đó. Cũng khá nhiều. Dạ. Yeah. Chắc năm nay em thu hoạch hành cũng được đó. Hột hành nè các bạn ơi. Bông nó lên hết rồi. Đó, con cho cái này chút xíu nữa đi. Còn cái này là cái rau đay mẹ mới rải, em mới rải đó. Mà chưa thấy nó lên, chắc 1-2 ngày nữa, để coi một tuần xem sao. Em rải ít ít thôi để mình thử nghiệm. Còn cái này là rau xà lách son. Em mới dâm thôi cho nên nó còn đang ấy lễ, nó lan rễ cho nên nó chưa có được tươi tốt lắm các bạn. Để em coi cái cây này sao mà em thấy là trồng rất là dễ. Đây, đất để cho mấy em sắp sửa được vô đây. Cà chua, rau đay, mùng tơi, ớt. À, mỗi thứ một chút xíu để em trải nghiệm. Cái đó là cây hành. Ô nhìn. Thôi, bye các bạn nha. Rồi tí nữa mình sẽ tập trồng với Ray nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hôm nay trời mát, gần sắp tối rồi, tranh thủ đi với Ray để mình ra trồng ít xíu salad nè.
Ray sẽ học trồng với mẹ nha. Cái khung này là đóng cho Ray. Đây qua bên này đứng nè. In carrot. Ngồi xuống. In carrot. Qua đây nè. In carrot. À, Ray sẽ trồng cà rốt. Đây là mầm của Ray ươm được đó các bạn. Xà lách nè. Ươm được đó từ hột nha các bạn. Còn cái này là cà rốt nè. Ray thích trồng cà rốt hôm nay. Ray muốn trồng cái gì trước? Và cây hoa của Ray nữa. Ray lấy cái hoa đi. Ray lấy hoa của Ray. Lettuce. À, rau xà lách. Nó xà lách Ray trồng từ mầm được đó. Ok. Rồi bây giờ Ray đi lấy hai cái cây cho mẹ, hai cây hoa cho mẹ trước. À. Can I do this? Con muốn làm cái đó trước hả? À, Ray muốn làm trồng cái cây cà rốt xuống trước. I got it. Cho nên bây giờ lấy từ, mẹ chỉ cho Ray lấy. Got it. Ok, rồi. Lấy cho mẹ cái xẻng đi. Ô, nó đổ ra hết rồi. Bây giờ con lấy cái xẻng đi, hay cái knife hay cái gì đó. Here. Cái đồ xúc á. Here. À, ok. Ray, deep. It has to be deep. Ôi, không có chỗ cứ ngồi. Yeah. Like cà that. Rốt trồng á, đây là làm năm đầu tiên nhưng mà cà rốt thì cần phải có đất tô tươi xốp và cần đất ngon đó các bạn. Cho nên mình vào trồng sâu tại vì trồng lấy củ đó. Cho nên trồng rất là cần rất là tốt để mà cái cây nó mọc lên ngon. Đây. À, mẹ cho Ray tí phân qua bên này. Cho Ray tí phân để Ray cho cà rốt của Ray mọc cho ngon nha. Đó, đây làm cái trend này đi. Làm một cái trend. Đừng cần mix. Đó rồi, đây bới đi rồi đây trồng đi. Đừng có mix lại của mẹ. Đó rồi. Có thấy gì không các bạn ơi? Đây cái cây cà rốt mà cái cây này nó nhỏ quá, mẹ sợ khi mà Ray tưới á. Ray cẩn thận nha, không thôi là nó I'll do like the not dry. Lấy cái spray mới được nha Ray. Cây này nó còn nhỏ quá cho nên em không biết là trồng nó có lên không đây. Ray ơi. Ray đi lấy cái spray đi. Ơi, mẹ nghe. Ờ à, đúng rồi, steam thôi, đúng rồi. I'll wash my hands. Ừ. Sweat. Rồi. Cái cà rốt của Ray còn nhỏ quá, nhưng mà Ray muốn tròn rồi, Ray excited rồi. Cho nên là em lấy ra cho em nó trồng luôn. Được không được thôi ha. Đây ha, mình have some fun nha. Đó, Ray qua phía bên này, Ray trồng salad đi. Salad con muốn trồng cái bự hay nhỏ, không để con ăn. Trồng cái bự đi nha. Trồng cái bự nó dễ lên. Okay. Ray sẽ trồng salad bên kia nha, để chia ra để cho nó dễ lên nha con. Xí nó nhỏ lắm, nó sẽ bị gãy đó con. Steam mình thôi. No, lấy cái kia kìa, lấy cái kia nó steam. Okay, like this. The big one. Xí okay. Nó steam. Yeah. Cây nó nhỏ quá. Cho rốt nè. Từ từ. Okay. Oh. Yeah, được rồi đó. Con phải tưới rất là cẩn thận nha Ray. Đó, như vậy đó. Tưới nhẹ thôi. Nó mọc lớn lên rồi mình sẽ sửa lại thêm. You're right. Rồi bây giờ em, ôi, ta sửa cho mẹ đi Ray. Okay. Wait. Okay. Finally again.
Bây giờ em sẽ trồng một ít salad cho Ray. Em đã gieo từ hột rồi đó. Cái cây này nó cũng... Đây, em đang trồng salad cho Ray và cà rốt. Cà rốt thì nó nhỏ quá, em sợ nó sẽ chết, nhưng mà hopefully nó sẽ không chết. Ray nó muốn trồng hôm nay. Đây là cái standing bed mà ba mới đóng cho Ray. Thì năm nay em mới gieo được từ hạt những cái salad này nè các bạn. Nó hơi ốm đó, nhưng mà năm sau em sẽ học trồng sao cho nó mập hơn một chút xíu. Hôm nay thì mình có gì mình trồng cái đó. Ok, rồi bây giờ em sẽ trồng tiếp theo nha. Lại tiếp tục nha, hơi khó một lúc, có một chút xíu trục trặc về kỹ thuật. Em tiếp tục trồng tiếp nè. Nãy mình thâu mà nó không có được vào video, bây giờ mình thâu lại. Thì đây là cà rốt và salad của Ray sẽ trồng năm nay. Em làm cái salad này từ hột đó, cho nên nó hơi yếu một chút xíu. Hopefully bỏ vô cái đất mới này thì nó sẽ được tốt hơn một chút xíu. Đây, hơi nhiều đất rồi đó. Anh chắc lấy giùm em cái xô hay cái gì em múc ra bớt. Đầy quá rồi. Trồng đại thôi các bạn ơi. Để mình trải nghiệm thử coi xem sao. Cái thằng Gordon của mẹ nó đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, thì cứ trồng như vậy thôi, rồi tưới nước phân đầy đủ là salad nó sẽ lên cho mình ăn. Hopefully 1-2 tháng nữa hả? Không biết là cái cycle của cái này nó như thế nào, nhưng mà hopefully là 1-2 tháng nữa sẽ có cho mình ăn. Thôi chào các bạn nha, cũng tối rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và chuẩn bị một ngày mới, ngày thứ năm mới đi làm, hoặc là enjoy công việc của mình. Bye các bạn.